Người đàn ông vô gia cư này đến cả cơm cũng không đủ ăn, nhưng đã dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình mua một hộp thẻ chữ tiếng Anh. Tiền này đủ để anh ăn no một bữa, nhưng anh đã mua thẻ chỉ vì đã nhặt được một cuốn nhật ký. Trong cuốn nhật ký không hề có bản đồ kho báu, chỉ là những dòng suy nghĩ của một cô bé. Anh xem tờ đầu tiên, cô bé nói mẹ đã chết, chỉ để lại cuốn sổ này để cô ấy ghi lại cuộc sống của mình, như vậy mẹ có thể nhìn thấy trên thiên đường. Anh lật sang trang tiếp theo, phong chữ đã chuyển sang tiếng Anh viết tay. Anh xem không hiểu, nhờ những người xung quanh giúp đỡ, nhưng xung quanh cũng đều là người vô gia cư. Ngày hôm sau, một nhà truyền giáo đến giảng đạo. Anh muốn nhờ họ đọc giúp nhật ký, nhưng không ai quan tâm. Anh chỉ có thể đến cửa hàng để mua thẻ chữ. Khi thanh toán, cô gái nhỏ ở bên thấy người anh bốc mùi nên đã né tránh. Vì vậy anh nhanh chóng đặt đồng xu lên hộp thẻ, nhờ người phụ nữ giúp trả tiền, sau đó vội vã bước ra khỏi cửa hàng. Anh tên Willy, rất nghèo, ngủ trong hộp các tông mỗi ngày. Anh vốn có một chiếc túi ngủ, nhưng vào một đêm mưa, một tên côn đồ đã giật túi ngủ của anh. Người quản lý khu phố nhìn anh đáng thương, cho anh mượn một cái chăn trên xe. Vào ban đêm, anh ta trải tấm thẻ trên sàn nhà, ngồi trên mặt đất rồi đọc một cuốn nhật ký. Cô bé nói rằng cô sợ sấm sét, và anh cũng vậy. Tôi cũng sợ sấm sét. Những gì được tiết lộ giữa các dòng chữ là sự cô đơn. Nó đã mang lại cho họ một chút tiếng nói chung. Thật trùng hợp lúc này trời đổ mưa. William chặt cuốn nhật ký, trốn trong hộp các tông. Bây giờ anh xem cuốn nhật lý như một người bạn. Ngày hôm sau anh gọt bút chì trên tường, rồi viết một lá thư trên chỗ trống của cuốn nhật ký. Anh muốn làm bạn qua thư với cô bé này. Mỗi ngày khi mặt trời ló dạng, anh thức dậy và đi ăn xin. Khi đói sẽ bới thùng rác và ăn mọi thứ. Anh thích phiêu lưu, tìm một nơi trong thành phố, rồi nhìn xuống thành phố trong tầm mắt. Bây giờ anh ngủ nhiều hơn vào ban ngày, còn ban đêm sẽ thức, vì buổi tối sẽ có người đến lấy đồ. Viết xong, anh gấp bức thư thành máy bay và ném vào khoảng không. Anh tin rằng chiếc máy bay giấy sẽ đi đến nơi mà nó nên đến. Loại cuộc sống này dường như rất bình thường, nhưng một đêm không lâu sau đó đã diễn ra thay đổi. Hai thanh niên đến khu phố tìm niềm vui. Họ đề nghị $50 để tìm một võ sĩ để cho hai kẻ lang thang chiến đấu với nhau. Ai thắng sẽ nhận được tiền. Willy nghe thấy âm thanh liền đến tham gia cuộc vui, không ngờ lại bị người da đen bất ngờ tấn công. Mặc dù đối thủ trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng Willy trong vài cú đánh đã hạ gục anh ta. Đám thanh niên hào hứng đi xuống hét lên cổ vũ Willy, gọi anh là một võ sĩ quyền anh. Nhìn số tiền trên tay Willy không biết nên làm gì. Số tiền này có thể đủ cho anh ăn no một bữa, nhưng anh lại cầm tiền đến một khách sạn rồi thuê một căn phòng. Trong một thời gian dài không tắm nên nước đầy bụi bẩn, lâu ngày không đánh răng, kết quả là khạc ra rất nhiều máu. Anh vừa xem TV vừa ăn vặt, sau đó nằm xuống đất và ngủ qua đêm, vì anh đã từ lâu không quen nằm giường. Ngày hôm sau, Willy không một xu dính túi lại ra đường. Anh gặp một người khuyết tật, nhìn qua đã nhận ra đó là một người đàn ông vô gia cư trong khu phố. Willy muốn giúp anh ta đẩy chiếc xe lăn, không ngờ lại bị mắng. Đi đi đừng chạm vào tôi, vì để tôn trọng anh. Willy hỏi người khuyết tật xem anh có hiểu tiếng Anh viết tay không. Nếu hiểu, tôi sẽ đẩy xe lăn cho anh, đổi lại anh sẽ giúp tôi đọc cuốn nhật ký. Người khuyết tật im lặng đồng ý với Willy. Anh là một cựu chiến binh, mất cả hai chân trong chiến tranh Iraq, về nước được tổng thống khen thưởng và chụp ảnh, nhưng cuộc sống bây giờ lại rất khó khăn. Anh muốn bán huy chương để lấy tiền, nhưng không ngờ chủ tiệm chỉ trả $15. Cựu chiến binh tức giận, chết tiệt, tại sao lại vô giá trị như vậy, nó chính là đôi chân của tôi. Cựu binh không bán vì anh cảm thấy bị làm nhục. Willy đẩy anh ta ra khỏi tiệm cầm đồ. Ban đêm, Willy tìm thứ gì đó trong thùng rác cho anh ăn. Họ đã trở thành bạn bè, vì lão binh Willy đã bắt đầu hòa nhập vào khu phố. Khi ai đó hỏi anh về lý tưởng của mình, Willy nói mình không muốn ở một mình khi chết. Anh rất cô đơn, như cô bé trong nhật ký. Cô nói rằng trong lớp rất lâu không ai chú ý đến mình. Willy cũng vậy. Anh gặp một con chó đi lạc. Khi ôm chú chó đi xin tiền, người qua đường sẽ cho thêm một ít. Anh không mua đồ ăn cho mình, thay vào đó mua một hộp thức ăn đóng hộp cho chú chó. Trong nhật ký, cô bé viết một câu: có những người trong cuộc sống của bạn xuất hiện một thời gian, khi họ rời đi thì sẽ là rời đi rồi. Giống như chú chó này đã bỏ anh ở lại một mình. Lão binh và cô gái nhỏ là những người bạn ít ỏi của anh. Khi gần đến năm mới, Willy mua một quyển tạp chí. Anh cắt tấm ảnh cô gái trên đó dán vào nhật ký. Đêm đó mọi người xuống phố chúc nhau năm mới hạnh phúc, còn Willy ngồi một mình trên mái nhà ngắm pháo hoa từ xa. Có cuốn nhật ký của cô bé bên cạnh đồng hành cùng anh. Một năm mới, hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn. Willy nhặt một mảnh bìa cứng, anh đã viết anh hùng chiến tranh sau đó tặng cho lão binh. Cứ như vậy lão binh lại đi ăn xin, không ai gây phiền phức với anh. Ngày hôm đó cũng thu hoạch được rất nhiều. Hôm nay hai thanh niên đó lại vào khu phố tìm người đánh nhau. Willy muốn kiếm tiền nên tiếp tục tham gia. Anh không làm mọi người thất vọng, hạ gục đối phương bằng một vài cú đấm. Chàng trai trẻ ngồi trong xe với vẻ mặt đắc ý. Khi anh ta đưa tiền cho Willy, đột nhiên nói: tôi biết nói anh là bạn của tôi thì thật là kỳ lạ, nhưng tôi không biết tại sao, tôi thực sự thích sức mạnh của anh. Anh biết tại sao mà, tôi nghĩ anh rất chân thành, tôi có thể dựa vào anh, tôi có thể tin tưởng vào sức mạnh của anh không? Được, Willy nhìn đối phương không chớp mắt, nặng nề đáp lại. Trên thực tế anh rất vui khi ai đó coi anh như một người bạn. Tối nay lão binh giữ lời hứa và tiếp tục đọc nhật ký cho Willy. Không ai nói chuyện với cô ấy trong cả tuần. Cô tưởng niệm với người mẹ quá cố của mình. Người chú say rượu làm đổ chân nến, có một đám cháy dữ dội trong nhà. Trong ngọn lửa cùng nộ, đôi mắt của Willy đang tỏa sáng rực rỡ. Cuối cùng lão binh không thể đọc được nữa. Anh nói với Willy, bản thân từng giết một cô gái vô tội trên chiến trường,
quân địch bắt cô gái làm lá chắn sống. Anh không có lựa chọn nào ngoài bắn, nhưng anh thấy có tội trong nhiều năm. Anh nghĩ mình không xứng đáng là bạn của Willy. Nhìn lão binh buồn bã, Willy lên tiếng an ủi. Cậu phải làm như vậy, vì vậy cậu mới xuất hiện ở đây. Sau đó cậu là bạn của tôi. Anh vẫn xem lão binh như người bạn. Willy có thể làm rất nhiều chuyện vì bạn bè. Vài ngày sau trong trận đấu quyền anh đen, người đàn ông da đen dùng chai đánh thanh niên. Willy nghĩ đó là bạn của anh, vì vậy đã bước tới dạy cho người đàn ông da đen bài học. Không ngờ lại ra tay giết người. Những người có mặt sau đó đã hoảng sợ và bỏ chạy. Willy trốn trong hộp cắt tông với cuốn nhật ký trên tay. Anh vốn muốn chạy đi thật xa để trốn, nhưng cảnh sát chỉ đến và hỏi vài lời, cũng không hề làm khó thêm. Dường như không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Willy sau sự cố ngày càng viết nhiều thư, ngày càng có nhiều máy bay giấy bay. Sự tồn tại của cô bé làm cho Willy cảm thấy mình còn sống. Khi đi qua tiệm cầm đồ, Willy thấy huân chương lão binh. Anh bước vào cửa hàng, đã chuộc lại huy chương. Tối hôm đó, anh thấy lão binh ngủ bên đường, chỉ muốn đắp chăn cho anh. Khi đến gần hơn mới phát hiện lão binh đã qua đời. Anh cẩn thận đắp chăn cho lão binh, nước cũng cứ thế rơi. Từng là một người lính vinh dự, bây giờ lại nhận được cái kết như vậy. Anh đẩy lão binh đến một nơi yên tĩnh và treo huy chương đó trên cửa. Vài ngày sau, người quản lý khu phố đã tìm đến Willy, yêu cầu anh ta đừng đánh quyền anh đen với người trong khu phố. Willy nỗ lực phản bác, cho biết chàng trai trẻ là bạn của anh, bởi vì chưa từng có ai coi trọng anh như vậy. Bên kia nghe xong liền cười to, bạn sao, họ không phải là bạn của anh, họ là bạn. Họ có ngủ ở đây với anh không? Họ sẽ ngủ trong một cái thùng không? Họ không phải là bạn của anh. Bây giờ Willy mới bừng tỉnh từ giấc mộng, hóa ra mình đã luôn luôn làm một công cụ giải trí của người khác. Sau khi quản lý khu phố rời đi, Willy bắt đầu đập thùng rác một cách điên cuồng để trút giận cảm xúc. Vì tiền mà làm tổn thương người khác, Willy nghĩ mình không tốt, không thích hợp để làm bạn với cô bé nhỏ. Ngu ngốc, mày thật ngu ngốc. Đến tối, anh ngồi trên mái nhà, trước mặt là một khung cảnh nhộn nhịp, nhưng trái tim anh cảm thấy rất hiu quạnh. Anh đến văn phòng nghĩa vụ, muốn đăng ký làm người lá chắn trên chiến trường, không ngờ tuổi tác lớn đã bị từ chối. Tối hôm đó, chàng trai trẻ đưa một nhóm phú nhị đại đi xem quyền anh. Anh ta nói rằng họ là quý tộc La Mã và những người lang thang này là nô lệ của họ. Người trong khu phố nghe xong không ai muốn đấu, thế là thanh niên trẻ tăng giá lên 100 đô một ván. Rồi một ông già gầy gò đứng dậy, bởi vì ông ấy thật sự rất đói. Thanh niên tìm đến Willy muốn ông ấy lên, không phải tối nay. Sau khi bị Willy từ chối, anh ta bắt đầu đe dọa. Nhìn ông già đó đi, nhìn ông ta, anh muốn mọi người tung nắm đấm vào ông ta sao? Hay là anh đánh ông ta? Willy trầm giọng đáp lại, anh đồng ý. Nhưng khi đối mặt với ông lão, anh không ra tay, chỉ đứng đó cho ông lão đánh mình, thậm chí để cho ông ấy tiện đánh. Willy quỳ xuống đất, điều này khiến thanh niên trẻ rất bất bình. Anh lôi cuốn nhật ký của Willy ra và đe dọa, nếu như không đánh trả sẽ đốt nhật ký. Nhưng Willy không hề lay chuyển, tôi sẽ không đánh ông ấy, được thôi. Khoảnh khắc cuốn nhật ký rơi xuống, Willy đã xông lên, nhưng ông không lấy lại được, thay vào đó lại đốt cháy cánh tay mình. Trong bệnh viện, Willy tuyệt vọng tự nói một mình, dù cuốn nhật ký đã không còn, nhưng anh đã thuộc lòng tất cả những gì ở trên đó. Anh lẩm bẩm về nội dung của cuốn nhật ký, giọng nói được truyền qua micro đến hành lang của bệnh viện. Lúc này một cô gái băng bó cả người, từ từ đi đến. Cô ghé lên cánh cửa lén nhìn Willy, khóe mắt rưng rưng. Sau khi xuất viện, anh ngồi một mình bên đường với đôi mắt lạc lõng. Quản giáo khu phố lái xe qua, nhìn anh rồi thở dài, sau đó ném cho anh một bộ quần áo. Đêm đó người quản lý lái xe và chặn đầu xe của đám thanh niên, cầm súng ép họ tàn sát lẫn nhau, nếu không sẽ trực tiếp tiễn họ đi. Chàng trai trẻ sợ hãi bắt đầu chiến đấu với nhau. Nhìn thấy cảnh này, anh cười đầy ẩn ý, trong mắt anh tình bạn cũng chỉ đến thế thôi. Willy vẫn đi ăn xin ven đường. Một ngày nọ, một cô bé đi ngang qua chỗ Willy, trên mặt cô ấy có vết bỏng rất nặng. Đó là cô bé ở bệnh viện, cũng là chủ nhân của cuốn nhật ký. Sau khi hai người nhìn nhau, liền ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc này, hai người cô đơn cuối cùng tìm được nơi mình thuộc về. Phim kết thúc tại đây, ai cũng chôn mình trong cô đơn, muốn tìm nơi thuộc về mình trên thế giới. Một số người may mắn sẽ có vô vàn kết nối với thế giới, một số người không may thì lại cô độc cả đời. Cuối cùng cái ôm của Willy và cô gái chính là sự cứu lỗi. Họ đang nói với chúng ta, cuộc sống có khó khăn nhưng không khổ. Luôn luôn có một cái gì đó đáng để ta mong đợi.